món khai vị đầu tiên của trung tâm hội nghị tiệc cưới Hôn Gia Thần. Chúc quý vị có một buổi chiều ngon lành và thật vui. Xin cảm ơn quý vị. Hương này, chị Hà này.
không? Hai bạn Minh Hải và Thu Sương sẽ là một đôi thật đặc biệt, thật là tuyệt vời và sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Và một bài ca khúc đầu tiên mà xin gửi đến tất cả quý vị cũng như hai bạn cùng sáng tác rất là quen thuộc của nhạc sĩ Khắc Hương, ca khúc được mang tên Ánh Nắng của anh. Xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Là tiếng em đến bên anh.